Ok, hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một cái chiếc đồng hồ Longines rất là đẹp. Và chiếc này thì cũng giá rất là dễ chịu để anh em chơi. Chỉ mười mấy triệu thôi. Đó, nếu như mà một chiếc này bình thường thì giá thị trường lên đến 2x triệu thì hôm nay em đã có một cái deal rất là ngon, rất là rẻ để anh em dễ chơi, dễ tiếp cận một chiếc Longines chính hãng như thế này. Đầu tiên thì em sẽ hỗ trợ đồng hồ lên cót tay anh em nhé. Chiếc này của chúng ta là một chiếc cơ automatic, cơ tự động 100%. Tuy nhiên thì đồng hồ đang để trong hộp nên là nó không có cót để chạy. Và bây giờ thì em đã lên cót để nó chạy rồi. Với bộ máy ETA 2892 này thì anh em sẽ có cái cảm giác là lên cót rất là mềm, rất là dễ chịu, chứ không bị nặng cót như những dòng máy Selita đâu. Đầu tiên thì em sẽ rút núm ra này. Lúc này chức năng hacking stop sẽ hoạt động và chúng ta sẽ chỉnh giờ đến cái múi giờ đẹp để em giới thiệu về dial của chiếc này cho anh em xem. Và giới thiệu với anh em đây là một chiếc qua sử dụng nhưng mà tình trạng của nó còn siêu mới, siêu lướt anh em nhé. Đó, rất là đáng sở hữu, đáng trải nghiệm. Và giới thiệu với anh em thì em đang có một chiếc Longines thuộc cái bộ sưu tập flagship rất là đỉnh cao của Longines. Và bộ chiếc này của chúng ta thì sẽ có đường kính bề mặt là 36mm. Nó sẽ phù hợp với những em có cổ tay vừa và nhỏ. Nó sẽ nằm gọn trên cổ tay áo của anh em, rất là fit, rất là gọn gàng. Với những anh em có cổ tay khoảng 16 hơn trở lại thì đeo chiếc này sẽ rất là đẹp. Và với một chiếc size 36 như này thì giá nó cũng sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều so với chiếc size to. Còn nếu mà anh em có thích cổ tay to mà muốn trải nghiệm những cái chiếc đồng hồ nhỏ nhắn classic như thế này thì vẫn có thể hoàn toàn sử dụng được. Bởi vì là chiếc này chúng ta sẽ có cái phần càng của nó khá là dài anh em nhé. Đó, phần tay càng nối dây này nó rất là dài. Thế nên nó sẽ tạo cho cái đồng hồ của một cái form nó phải tương đương với khoảng 37-38 của size đồng hồ bình thường. Thế nên là đeo chiếc này nó cũng rất là ok. Đó, ở phía ngoài thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối được phủ chống lóa một lớp ở đây. Nó làm cho cái dial nó thật sự là trong trẻo và bắt mắt anh em nhé. Một cái dial đơn giản nhưng mà ở dưới cái kỹ nghệ mà hoàn thiện dial xuất sắc của Longines thì chúng ta thấy một cái dial rất là sáng cổ tay. Nó sẽ thu hút mọi ánh nhìn khi mà anh em sử dụng chiếc này trên cổ tay nhé. Đó, rất là giản dị, tuy nhiên là toát ra từ cái một cái chiếc đồng hồ từ cái thương hiệu đẳng cấp này thì lại là một cái sự sang trọng và cổ điển đến bất ngờ đấy ạ. Và nó sẽ thu hút rất là nhiều ánh nhìn. Thế là anh em lưu ý là mặc cổ tay áo dài một chút để mọi người ít chú ý đến nó nhé. Bởi vì là cái chất thép của Longines rất là sáng. Và giới thiệu anh em thì chiếc này của chúng ta sẽ làm hoàn toàn bằng thép đúc đặc 316L không gì. Và cái chất thép của Longines ấy thì họ sẽ cho thêm những cái phụ gia trong cái độc quyền công nghệ của họ để tạo cho cái chất thép của Longines nó sáng bóng hơn này. Đó, nó giữ được cái vẻ sáng bóng này lâu, không bị gì. Và chỉ là một chiếc đồng hồ thép, tuy nhiên là đeo trên tay rất là sướng. Cái độ hoàn thiện tuyệt vời của chiếc này nó khiến cho đeo trên tay rất là thoải mái, rất là êm ái anh em nhé. Chúng ta sẽ có logo của Longines, chiếc đồng hồ cắt cọc cánh ở góc 12 giờ. Toàn bộ các cái cọc số sẽ là những cái khối kim loại, cũng là bằng thép luôn. Đó, được hoàn thiện đa diện này, bắt sáng cực kỳ tốt và độ hoàn thiện rất cao, đính nổ trên dial. Bộ kim thì cũng là bộ kim quen thuộc của dòng flagship, được sử dụng trên tất cả các dòng flagship này, hay là dòng layer rất là nổi tiếng của Longines. Dòng chữ sụp automatic và switch ở góc 6 giờ, bỏ luôn lịch ngày quen thuộc ở góc 3 giờ. Và anh em để ý này, ô lịch nhỏ nhắn tuy nhiên là được nằm rất gọn gàng khi mà có hai cái phần bo viền ở ngoài. Đó, hoàn thiện những cái chi tiết nhỏ rất là tinh tế, đó mới là cái sự tỉ mỉ từ những cái thương hiệu lớn như là Longines. Bên này chúng ta sẽ có một cái núm của logo của Longines và anh em có thể thấy là chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ cơ siêu mỏng anh em nhé. Độ mỏng của nó chỉ là 7,5mm thôi. Rất là tuyệt vời mà nó khá là vô đối trong cái tầm phân khúc này. Thế nên là nếu anh em thích một chiếc đồng hồ nhỏ, mỏng, classic như này thì đây chắc chắn là một cái lựa chọn tuyệt vời đấy. Ở phía sau thì cũng lại là một cái sự tuyệt vời nữa với cái bộ máy Caliber L619.2 của Longines. Bộ máy này sẽ được họ phát triển, cải tiến và nâng cấp từ máy ETA 2892 nhé. Đây là cái máy mà chuyên sử dụng cho các flagship trong phân khúc tầm trung của Squad Group. Đó, anh em thấy không ạ? Máy được hoàn thiện phải nói là rất là chi tiết bởi những cái vân sớ trên máy này. Đó, quả văng được hoàn thiện bởi cái vân Geneva rất là đẹp. Logo Longines L619.2 được viết với cái phông chữ rất là cổ điển riêng có của hãng anh em nhé. Và anh em sẽ có thấy đầy đủ chuyện
2892, chuyện IT ơi, và đầy đủ các thông số ở đây. Chiếc này thì sẽ sử dụng 21 chân kính, hoạt động tần số dao động là 28.800 VPH và tích cót tối đa lên đến 42 giờ anh em nhé. Ngoài ra thì sẽ có vài thông tin nữa như là chống nước ở 30m này, đồng hồ làm hoàn toàn thép bút đặc không gì, mã serial number, kính sapphire và tên của bộ sưu tập flagship ở đây. Đó. Chiếc này thì đi cùng với bộ dây rất là ngon lành, chất lượng anh em thấy không? Độ mới cực kỳ cao và có cái khóa gập quen thuộc của LG. Dùng rất là thích cho anh em văn phòng nhé. Có đầy đủ logo của hãng ở đây. Rồi, bây giờ thì em sẽ tiến hành đeo lên tay để anh em có thể cảm nhận cái chiếc này trên tay nó sẽ như thế nào. Đó, em thấy không? Đeo trên tay cái khóa gập này nó rất là sang trọng, rất là tinh tế. Cái dây này đeo trên tay phải nói là rất là sướng. Cảm giác nó vừa đầm, nó vừa êm mà nó vừa ôm tay nữa. Đó, nó khác hẳn những cái chiếc đồng hồ mà có dây mắt to thì đeo trên tay nó sẽ khá là đau tay. Tuy nhiên là một chiếc mắt nhỏ như này đeo trên tay rất là tuyệt vời. Và với một chiếc như thế này thì tay anh em trong khoảng tầm 14cm trở lên là đã có thể đeo được do nó rồi. Một chiếc rất là mỏng, thế nên là phù hợp với những cái trang phục. Sơ mi fit cùng nó cũng rất là tuyệt vời. Nó sẽ ô ấp, e ấp trong cổ tay áo như thế này. Rất là classic, rất là tinh tế. Đó. Và nếu như anh em có cổ tay trong tầm như vậy mà muốn sở hữu một chiếc Longines chính hãng đẹp, siêu lướt, tình trạng tuyệt vời như thế này thì liên hệ ngay với Siwak Authentic với số hotline là 0828 915 22, hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816 172 nhé. Sản phẩm này của bên em sẽ cam kết hàng chính hãng 100%, có bảo hành 2 năm cùng hỗ trợ bảo hành trọn đời. Và chiếc này ấy, thì hãng đang bán mức giá mới khá là cao đấy, hơn 40 triệu cho một chiếc Longines flagship như thế này. Tuy nhiên là em đang có một chiếc qua sử dụng lướt tình trạng đẹp, giao lưu lại với anh em với mức giá chưa đến một nửa giá, chỉ 18.600.000 thôi anh em nhé. Rất là đẹp. Cảm ơn anh em đã xem video và hãy bấm nút đăng ký màu đỏ phía dưới đây video, bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một cái video nào bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.